chúng ta sẽ quay lại với trận thi đấu lẻ. Vâng, sẽ có 3 thể loại. AC, Random và kèo đầu tiên đang là kèo Seng. Yes. Trận thi đấu thứ 3 và là đất hơi xấu. Bãi quả dành cho chim sẻ. Quả là quả 7. Đã có 1, đã có 2 gỗ 75 gần nhà. Một voi và đây sẽ là bán hiêu voi trước. Không cần phải nghĩ. Các bạn có thấy rằng hai tên đầu của Sang Long chỉ có 4A thôi. Nhưng họ là ở thế công và họ ép chim sẻ về thế thủ. Cũng là một trận thi đấu mà các bạn có thể nhìn thấy rằng A dưới dốc mặc dù chỉ là một tầng, nó bất lợi đến mức độ như thế nào. Có lẽ đóng ở mặt ngoài này thôi. Một chiếc S được đánh giá là tương đối xấu dành cho chim sẻ. Còn bài này thì sao? Một thế trận đã không còn đẹp như hai trận thi đấu trước dành cho chim sẻ. Tôi chưa được nhìn sẻ dâng A bao giờ cả. Phải chăng đây sẽ là một cách đánh trong trận thi đấu này? Đua phát triển với Long trận thi đấu này coi như là tự sát. Vâng, thế bài kín như hai trận thi đấu vừa rồi mà còn nghẹt thở. Thì trận này mặc dù vừa tìm được cánh rừng già thật đấy, nhưng nó cũng không giúp cho chim sẻ có thể khung được nhà như hai trận thi đấu trước. Điều quan trọng ở thời điểm này là dâng A hay không. Dâng A thì sẻ phải làm được cái điều mà chiến tướng đã từng làm. 5 turn ít nhất là 5 turn đều. 5 turn đều 5A. Và khiến cho Sang Long không thở được. Còn nếu như đồ mà cảm giác về lực không đủ làm được điều đó thì khó cho sẻ. Hai quả và cũng chỉ đẩy được hai con hiêu và một con voi về nhà chính trong trận thi đấu này thôi. Trận thi đấu được coi là bản lề. Bốn giờ ăn quả trong chiếc BG đầu. Thêm một cánh rừng thông. Tôi bảo rồi, bây giờ có thêm rừng thì cái thế nhà này cũng là một cái thế mà nó quá trống. Muốn thắng kèo này nếu đánh ở nhà chỉ còn cách là F24+1. Tức là 25 dân lên sớm đối phương và đẩy đối phương về thế thủ trước. Cho đối phương không dò ra được địa chỉ làm ăn của mình. Còn để đối phương tìm được địa chỉ làm ăn của mình thì coi như tập xác định. Họ chỉ khoét vào cái điểm yếu thôi. Còn nếu bo thì thực sự nó rất rộng. Từ cái rừng già ra sát mép cái bản đồ. Nhà A có thể đóng ở cạnh chiếc BS đầu. Còn hướng từ 9 giờ thì sao? Thôi, nếu mà xác định đánh ở nhà thì sẽ phải là ốp luôn từ đầu. Giống như trận thi đấu trước, Sang Long đẩy chim sẻ về một thế không ra được nhà. Còn tất nhiên là không phải ai cũng có thể làm được cái điều đó. Chim sẻ sẽ đánh cái gì đây? Cầu mong cái rừng dài nó sát với mép bản đồ càng nhiều thì càng tốt để bo nó còn dễ. Như vậy là cách xa. Một bầy hiêu lùa lên cánh rừng già và đóng chiếc BS đầu. Đúng rồi, gần gần đến một chút đi em. Mọi thứ đều đang về lực là ổn dành cho chim sẻ. Chỉ có thế nhà trận này là xấu rồi. Vâng, có cần đến mức hiêu 7 như vậy không? Tôi chỉ cần bầy hiêu 5 thôi là được rồi. Vâng,
S nữa dành cho chim sẻ. Rất chơi. Đúng là tay chơi phố huyện. Như vậy là 7-30. Sẽ là hơi chậm một chút so với quy định. Các bạn đang được theo dõi buổi tường trực tiếp của Game TV. Kèo đấu giao hữu AOE Việt Trung. Đại diện cho AOE Việt Nam là chim sẻ đi nắng, còn AOE Trung Quốc đó chính là Seng Long. Và Game TV đang gửi đến các bạn hình ảnh trực tiếp trận thi đấu này trên 3 kênh sóng. Có 3 lựa chọn để cho các bạn có thể xem phù hợp với tốc độ đường truyền mạng của các bạn. 24 dân là sẻ. Vâng, như vậy là Seng Long đánh 24 dân. Có lẽ lên đời xong sẽ là cộng 1. Chim sẻ đầu bài sẽ là 25 cộng 1. Seng Long sẽ đánh 4A. Seng Long không muốn cò cưa kéo sẻ với cả chim sẻ nhiều. Có lẽ già rồi, phát triển chậm hơn tụi trẻ con. Seng Long xem như em 88. Hơn chim sẻ chỉ có 8 tuổi thôi. Chim sẻ là sinh năm 1996. Thế hệ vàng của AOE Việt Nam ngày xưa thì là tầm khoảng 85, 86, 87. Còn thời điểm bây giờ thì là 96. Điểm yếu của chim sẻ các bạn nhìn thấy rõ rồi. Nhưng nó tương đối gần với dãy nhà BA của chim sẻ. Vì vậy mà cũng không lo lắng cho lắm. Liên tiếp vẽ ruộng. Sẻ ăn đời sớm, vâng xin lỗi các bạn, là Long ăn đời sớm hơn sẻ khoảng 25 giây. Bình thường là 20 giây với một thằng dân. Trận này chim sẻ kích lỗi 5 giây ở từ đời 1 lên đời 2. Đấy là với tình huống Long kích ở 705. 20 giây nó chỉ là một nửa tơn cung R thôi. Đi tới nhà sẻ thì cũng đã có quân rồi. Nhưng dù sao thì cũng sẽ, nếu như Seng Long quyết định đánh công thì nó cũng là một thế công. Và việc chim sẻ có ra được khỏi nhà chính nhà mình hay không thì vâng xin các bạn là ra được khỏi khuôn viên nhà mình hay không thì cũng phải xem xét. Như trận thi đấu trước thì là không thể ra nổi. BA thứ tư dành cho chim sẻ. Gỗ là hơi yếu. Và mặt từ 3 giờ xuống thì chưa thể bo. Cung R đứng ngoài rừng hoàn toàn có thể bắn xuyên qua rừng vào nhà chim sẻ. Lực trận này sóc 5A là hơi vói. Phải chăng Seng Long cũng rừng dừa và anh ta muốn ép kiểu 24 dân cộng 1 dân là 25 và đánh 4A. Tơn đầu ổn dành cho chim sẻ. 5 ăn và 5 thua. Quyết định là bo mặt này trước. Còn cái mặt ở phía 3 giờ xuống thì coi như là được ăn cả, mà ngã thì về mò. Vì nếu bây giờ mặt 3 giờ mà công vào tuần đầu thì bãi gỗ chim sẻ sẽ phải chạy. Hai bãi gỗ chính này mà phải chạy thì xin lỗi tình yêu, và đúng là như vậy. Một tơn 5 ăn 5 thua của chim sẻ, mà chim sẻ đã thua trong tơn lựa chọn bo bế này. Vẫn chỉ là 4A dành cho game thủ Seng Long. Các bạn có thấy ảnh hưởng của việc bị công vào hai bãi gỗ chính, hai bãi gỗ đẹp ở rừng già có ảnh hưởng như thế nào? Và tơn 2 của Seng Long tới luôn. Lại là một thế trận mà Seng Long sẽ ốp cho chim sẻ không thở nổi. Và nếu có thở thì nó cũng khó. Bây giờ thì những tơn của game thủ chim sẻ bắt buộc phải ra siêu siêu đều. Những con nông dân đã nằm xuống. Quá khủng khiếp dành cho Seng Long. Bây giờ thì chúng nó chạy hết về một chỗ để ăn gỗ rồi. Nếu như thế này thì thực sự là quá khó. Seng Long đã có tơn thứ 3 và chim sẻ cũng vừa ra tơn thứ 3. Khoảng cách, vâng, số lượng cung R bia cách nhau là 2 con trong pha đấu quân này. Sẻ chờ tơn thứ 3 ra thì Long cũng sẽ có tơn thứ 4. Do khoảng cách sắp quân của chim sẻ đã vừa bị kéo giãn khi bị thiếu gỗ. Timeline 47/56. Việc chạy nông dân ăn gỗ cũng như là việc bị chết mất bao nhiêu ăn gỗ đã làm cho chim sẻ bây giờ phải đấu quân ở trong một cái thế trận mà thôi thì dốc thì cũng phải đấu. Vâng, giặc đến nhà thì bà già cũng phải đánh. Đây là những pha điều R của chim sẻ đi nắng.
Tí chút nữa chim sẻ 7BB. Tơn này chỉ có 4 nhà BA thôi. Tham vẫn đang cân, nhưng là khó. Và tỷ số là 2-1 dành cho Sang Long. Vẫn một bài cũ. Đó chính là 4A và công cho chim sẻ không nhìn thấy nhà. Đó là Sang Long. Và nhà anh ta đúng là xấu thật. Đúng là xấu thật. Cách lựa chọn bãi quả thì là bãi quả đôi dành cho Sang Long. Và đen là lựa chọn cái mặt bo bế, lại không phải là góc 3 giờ. Vì cái góc, xin lỗi các bạn, là góc hướng lên 3 giờ, vì góc đấy cũng rất là rộng. Và tỷ số là 2-1 dành cho Sang Long trong thể loại Sang. Vâng, nhà của Sang Long cũng không phải là đẹp. Thế nhưng anh ta lựa chọn đánh 24 cộng 1 để mà công chim sẻ từ sớm. Và anh ta đã thành công.